Thôi luôn, chú Hào đây, chú Hào khả năng là đi về. Đây là Đàm Vĩnh Luân, em trai của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Anh trai hay Đàm Vĩnh Hưng? Em trai, em trai là Đàm Vĩnh Hưng. Đàm Vĩnh Tuy, cháu đây. Em dưới ra là Vĩnh Tuy. Cháu Đàm Vĩnh Tuy. Có thế, thế vậy là con cháu, con cháu không Vĩnh Tuy à? Con cháu Vĩnh Tuy. Rồi anh em mình nghe thử cái nhưng mà cái bình của anh hết rồi uống hết thì uống hết anh nào biết thương khổ là anh ấy từ Thái Bình mang lên hôm nay có ngày quý anh mang lên thôi tự nhiên uống rượu uống với anh một mình uống cốc hết cho bao nhiêu ông lạ nhưng mà về ông nay anh đâu về rồi mà anh em mình vẫn thanh niên trai trẻ một cuối tuần nào khả năng là về rồi thế đẹp rồi cảnh sinh ở nào nhiễm sinh toàn lần lần đang ngồi uống đông mày ra chả thấy đâu.